bình chọn cho thí sinh. Cách thứ nhất, bình chọn qua Facebook. Mỗi lần bình chọn được 10 điểm. Cách thứ hai, bình chọn qua Google Cộng. Mỗi lần bình chọn được 10 điểm. Cách thứ ba, bình chọn qua website. Mỗi lần bình chọn được 10 điểm. Cách thứ tư, bình chọn qua tổng đài tin nhắn 8x30 với cú pháp NHI dấu cách mã số gửi 8530, clip nhận được 25 điểm bình chọn, hoặc NHI dấu cách mã số gửi 8730, clip nhận được 100 điểm bình chọn. Các bạn nhỏ muốn chứng tỏ tài năng, muốn thể hiện năng khiếu, hay muốn trở thành một MC truyền hình? Còn chần chừ gì nữa, hãy tham gia ngay cuộc thi Nhí Tài Năng được diễn ra trên khắp cả nước tại module đài truyền hình Kids and Family TV VTC11, thành phố hướng nghiệp Kids City, Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Các bạn nhỏ sẽ được thể hiện năng khiếu như MC, biểu diễn nghệ thuật, được trải nghiệm công việc làm truyền hình như đạo diễn, quay phim, kỹ thuật với kịch bản phong phú của chương trình. Toàn bộ clip biểu diễn nghệ thuật và thử tài làm MC của các bạn nhỏ sẽ được tham gia vào cuộc thi Nhí Tài Năng diễn ra từ tháng 4 đến tháng 12 năm 2014 trên kênh truyền hình thiếu nhi và gia đình VTC11. Ca sĩ Đinh Mạnh Ninh, Á hậu MC Thụy Vân, diễn viên hài MC Thành Trung sẽ là những giám khảo uy tín cho cuộc thi năm nay. Tổng giá trị giải thưởng lên đến 500 triệu đồng cùng nhiều phần quà giá trị của các nhà tài trợ. Ngoài ra, các bạn nhỏ sẽ được tham gia vào khóa đào tạo truyền hình cùng các chuyên gia hàng đầu và cơ hội trở thành MC truyền hình chuyên nghiệp. Tham gia bình chọn tại website www.nhitainang.com. Truy cập website nhitainang.com hoặc Facebook Nhí Tài Năng để biết thêm thông tin chi tiết. Nhí Tài Năng, tỏa sáng đam mê.